Nếu bạn có 70 đô trong tay, bạn sẽ làm gì? Ăn 50 bát phở, mua một chiếc tai cầm Xbox, chọn một chiếc tai nghe tầm trung, hoặc tiết kiệm 10 đô để mua God of War Ragnarok hoặc Game of the Year Elden Ring? Cho dù lựa chọn vào một trong những điều mà mình kể trên hoặc gì đi chăng nữa, thì xin chúc mừng, bạn đã đưa ra sự lựa chọn chính xác. Còn trước khi bạn định vung 70 đô mua Forspoken, một sản phẩm trao Zone 2023 đến từ Luminous Production và được phát hành bởi anh vuông Square Enix, thì video này của Phá Đảo có lẽ sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác hơn. Chào mừng đến với Sỉ Vả Forspoken, cùng Minh Tâm và Phá Đảo tìm hiểu về flop phẩm này và lý giải tại sao tựa game 3A này lại chịu số phận không mấy khá khẩm trong mắt game thủ những ngày gần đây nhá. Và cũng đừng quên nhấn like và subscribe nếu bạn thấy video này hay nhé. Forspoken đưa ta vào thế giới của một thiếu nữ tên Frey sinh sống tại căn hộ lụp sụp ở nơi mà có lẽ Peter Parker là hàng xóm của cô, chính là thành phố New York hoa lệ. Cô đang trải qua những khốn cùng của cuộc sống trưởng thành, lâm vào những rắc rối tuổi trẻ như trộm cướp vặt, đánh nhau. Tòa án thành phố đã dần trở thành nơi quen thuộc của cô. Tuổi thơ của Frey thì cũng chẳng mấy hạnh phúc khi phải chịu số phận mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng. Ước muốn duy nhất của cô là kiếm một số tiền vừa đủ rồi cùng chú mèo Homer của mình rời xa New York tới một chốn nương thân mới tốt đẹp hơn. Dường như chẳng còn gì hạnh phúc để níu giữ Frey ở lại với thành phố này nữa rồi, khi thậm chí căn nhà cô ở bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm mà chẳng hiểu tại sao. Mình biết bạn đang nghĩ gì. Frey sẽ được đưa tới một thế giới khác đúng không? Bằng lối storytelling đơn giản, dễ đoán, nhân vật chính cầm cuốn truyện Alice in Wonderland và nói ức gì được rời khỏi nơi đây, cùng mô típ quen thuộc rằng khi con người bị dồn tới đường cùng, họ sẽ vô tình bị đưa đến một nơi không còn đau thương thực tại và tìm thấy giá trị của mình ở đó. Đúng vậy, kể từ đó, Frey chính thức lạc vào Athia, nơi cô sử dụng chiếc vòng ma thuật của mình để tạo ra năng lượng phép thuật, cộng hưởng với khả năng parkour vốn có của mình để chiến đấu với dàn quái vật đang xâm chiếm vùng đất này. Cuối cùng là chiến thắng 4 vị thống trị Tantas để có thể trở về nhà. Cốt truyện thì đã đầy khuôn mẫu, đã vậy, tình tiết lại cực kỳ chóng vánh. Mình thì chưa phá đảo hết game, nhưng vừa chơi, mình vừa lơ mơ đoán được cốt truyện sẽ diễn biến ra sao. Điều này giảm động lực chinh phục đến giây phút cuối cùng của main story khá nhiều. Mỉa mai thay, game thì cũng không quá dài đâu. Bạn chỉ mất trên dưới 10 tiếng để có thể hoàn thành phần cốt truyện chính. Như vậy cứ cho là 170.000 cho mỗi tiếng trải nghiệm cốt truyện Forspoken đi. Khoản tiền này bằng hai thùng mì hảo hảo nha. Công bằng để mà nói thì Athia rõ ràng không phải là một nơi bình thường, mà ngược lại, vùng đất phép thuật này có nhiều thứ để khám phá đấy chứ. Mối quan hệ giữa Athian và tứ nữ thống trị đã có lịch sử chứng kiến bằng cuộc chiến hào hùng. Thế cuộc chiến đó diễn biến ra sao? Thay bằng việc kể câu chuyện ra để người xem hiểu rõ hơn, chứ chưa nói đến việc kể hay là dở, thì Luminous Production quyết định khỏi kể nữa luôn. Người chơi tự vào archive mà đọc nhá. Rồi bạn có tò mò rằng tại sao tộc Tantas lại trở nên độc trị khiến người dân bức bối không? Gần cuối game thì bạn sẽ có câu trả lời, nhưng đó là câu trả lời không mấy thỏa đáng và có lẽ bạn sẽ phải thốt lên: ồ, thế thôi à? Giờ thì chúng ta cùng nói về nhân vật chính nhá, Frey. Cô gặp những khó khăn thời cuộc ở một thành phố lớn đến mức muốn kết liễu cuộc sống sau nhiều biến cố. Một bước cô biến thành người hùng ở xứ sở xa lạ. Hào quang nhân vật chính đến với cô khá muộn, nhưng thật may cô đã tìm được nơi mà mình thuộc về. Mình thì cũng không có vấn đề gì lắm với cách xây dựng nhân vật như vậy, nhưng cái cách mà biên kịch biến Frey từ một đả nữ đường phố thành thánh nữ cringy thực sự khiến mình phải buồn cười. Đánh nhau chán chê xong kiểu I just move shit with my mind. Perhaps our connection has somehow awoken some abilities. I just moved shit with my mind. I just keep hearing I. I just move shit with my freaking mind. Hay tỏ ra ngầu đét với hằng hà sa số các từ. Và tất nhiên rồi, phải thông báo cho người chơi là vừa mới lên cấp đấy chứ. Nếu như kịch bản là yếu tố tiên quyết để tạo nên một bộ phim hay, thì có lẽ một tựa game sẽ cần nhiều hơn thế. Ngoài kịch bản thì gameplay, trải nghiệm cũng quan trọng không kém. Vậy nên với một tựa game kịch bản không xuất sắc như Forspoken có thể được châm trước, nếu như gameplay đủ mang tới trải nghiệm mượt mà cũng như niềm phấn khích cho người chơi. Đừng để mình phải tiếp tục với gameplay chứ. Hai cơ chế gameplay chính của Forspoken là tung trưởng phép thuật và parkour qua địa hình.
Mình nghĩ game thủ hai về cơ chế này là chính khi nhắc tới Forspoken. Cho dù phải công nhận là hiệu ứng đòn đánh rất đẹp mắt, cảm giác bắn cũng khá đã tay, kiểu satisfy thỏa mãn ấy. Nhưng Luminous Production khai thác có phần chưa tới. Qua tiến trình chơi, Frey có được 4 loại nguyên tố phép thuật thi triển qua 4 vũ khí khác nhau, đồng thời nâng cấp các khả năng trên skill tree. Tuy nhiên, phần nâng cấp khả năng này theo mình là hơi máy móc. Đã đến cái thời mà nhân vật game action RPG phải có những đòn khả năng cơ bản khi chiến đấu, ví dụ như là dodge, né đòn, parry, blocking, bla bla, và tất nhiên là phải có melee, hay nói rõ hơn là khả năng cận chiến. Nhưng ở Forspoken thì bạn phải mở khóa khả năng này nhá. Bạn cứ tưởng tượng như kiểu ra trận bắn nhau, khi hết đạn thì lại không biết nhảy vào mà đấm đối thủ ấy. Nói đi thì cũng phải nói lại, một khi bạn đã mở khóa các kỹ năng rồi thì gameplay dễ chịu hơn rất nhiều. Forspoken cho bạn nhiều sự lựa chọn đòn đánh hơn. Cá nhân mình thì thấy việc né khá dễ dàng cho người chơi. Về mặt di chuyển thì mình thích cơ chế tăng tốc nhờ bấm nút chính xác về mặt thời gian. Về mặt hiệu năng lẫn đồ họa trong game cũng thể hiện sự thất vọng. Game có 3 chế độ đồ họa là hiệu năng cao, chất lượng và ray tracing. Ở chế độ hiệu năng cao, game cố đạt lên 60 khung hình, nhưng độ phân giải nhiều lúc tụt xuống còn 720p. Quá khó tin với thời đại game đã nhích lên 4K ngày nay. Kể cả bật chế độ chất lượng và ray tracing, độ phân giải của game cũng nằm ở mức giữa 720p và 1080p, chứ hiếm khi cao hơn. Thực sự, nếu chơi Forspoken trên PS5 thì thật đúng là thảm họa về mặt hiệu năng. Nhưng chơi trên PC thì sao? Thực tình mình không trải nghiệm con game trên PC, nhưng cộng đồng mạng cũng cho rằng hiệu năng của nó không ổn một chút nào, khi ngay với những con cạc đồ họa mạnh nhất nhì hiện tại như dòng 4000 RTX của GeForce, việc nó ổn định 60 FPS ở 2K và 4K cũng khá trôi xuống thất thường. Nhìn chung tất cả các chế độ đều ổn định hợp lý trong các tình huống chơi bình thường, đặc biệt là nếu dùng màn hỗ trợ VRA thì sẽ cải thiện đáng kể. Chắc chắn có những chỗ tụt khung hình kinh khủng, thậm chí nó đã được ghi nhận trong bản demo và đến bản chính thức vẫn không có cải thiện. Thậm chí nếu chơi ở chế độ chất lượng thì khung hình sẽ có lúc xuống dưới cả 30 FPS và tụt xuống tận 21 FPS. Về cơ bản thì Forspoken sẽ không thể giữ ổn định ở mức tối thiểu 30 FPS mà không giảm độ phân giải xuống. Nếu không phải 60 FPS, cái tối thiểu khi chơi, mà chấp nhận xuống 30 FPS rồi mà cũng không xong, mà lại còn ở độ phân giải không nổi Full HD, Square đã thực sự làm mình thất vọng với hiệu năng và chất lượng đồ họa của Forspoken. Dạo qua một vài vòng hội nhóm game thủ thì chắc hẳn anh em cũng không khó để thấy vô vàn các bài chê rồi cả meme về đồ họa đến mức thảm họa 2023. Mình đồng ý nhưng mà cũng định bênh vực Forspoken một chút, không mà hơi tội quá. Ngay từ đợt ra mắt demo thì chúng ta đã thấy texture game có vấn đề rồi. Có lẽ engine riêng của Luminous cần phải cải thiện, vì Final Fantasy 15 ra mắt cách đây 7 năm rồi đấy Luminous ơi. Tốc độ loading texture chậm, details chất liệu thì không hề next gen một chút nào. Vậy mà tốc độ loading game lại rất nhanh nhá. 4 giây để bắt đầu game mới, chưa đến 1 giây để tiếp tục game. Model nhân vật thì cũng không đến nỗi tệ, phần tóc làm chi tiết bay bay nữa chứ. Nếu chúng ta không muốn nhắc tới miệng đóng khuông, mắt lờ đờ, nếu không muốn nói là Frey là người chơi đồ hàng. Có lẽ đây là hệ quả về mặt rigging model không kỹ càng, mà hệ quả sâu hơn nữa, có lẽ từ việc thiếu thốn budget. Từng được trông mong rất nhiều khoảng 2 năm về trước với màn showcase gameplay đầy hứa hẹn, đồng thời là sự xuất hiện của diễn viên hot lúc bấy giờ là Ella Balinska trong vai nhân vật chính. Forspoken được coi là át chủ bài mà anh Vuông đã vội tung ra. Thế nhưng đời không như là mơ, 30 chưa phải là Tết. Át chủ bài vội biến thành quân phăng teo vô thưởng vô phạt, bóc bộ bài mới chơi Tết thì quả con đó đi trước thôi. Buồn của Square Enix. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ Phá Đảo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.